Hiểu biết thông tin cơ bản về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và các hướng học tập sau trung học cơ sở là nhu cầu bức thiết của học sinh lớp 9. Để thỏa mãn nhu cầu này, ngày 13 tháng 4 2019 tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp sau trung học cơ sở năm 2019. Ngày hội do Báo Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 tổ chức. Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông là đơn vị đồng hành và tài trợ. Các chuyên gia tư vấn gồm bà Nguyễn Đặng An Long, Phó trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Bà An Long phụ trách cung cấp thông tin chi tiết về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Tiến sĩ Đào Lê Hoài An tư vấn về tâm lý và sức khỏe mùa thi. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Quản trị Tri thức Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Tùng cung cấp thông tin về thị trường lao động, các hướng học tập ngoài hệ phổ thông. Cô Nguyễn Thị Thanh Bình, đại diện trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông. Ngoài ra còn có sự hiện diện của một số trường phổ thông tư thục, trung cấp, cao đẳng và đại học. Để tạo không khí phấn khích, mở đầu chương trình là bài múa Dòng máu Lạc Hồng do học sinh trường Ngọc Viễn Đông biểu diễn. Tại ngày hội, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông nhận được sự quan tâm lớn từ học sinh lớp 9 trong quận. Trả lời câu hỏi trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông có gì khác biệt với các trường trung học phổ thông khác, học sinh Ngọc Vi và học sinh Phương Nhi lớp 8A cho biết. Vậy lần đầu tiên vào trường Vĩnh Long thì em được gì biết trường học? Em chỉ muốn học cái học tiếng Anh rồi chuyển trường thôi. Sau đó học được Vĩnh Long thì em cảm thấy đây là môi trường thật sự tốt. Ở trường này thì em được các thầy cô giáo huấn được chỉ bảo cái lúc sai. Ở đây có một trường cũ như vậy đó. Em lại nghĩ ra không ạ? Nhưng mà sau khi qua trường này thì các thầy cô giáo dục em bằng một cách có thể nói là người không chắc là trường mình thì không chắc phải học sinh như với trường khác, chỉ học sinh một cách nhẹ nhàng thôi, nên là em thích các trường này đặc biệt là sự tự giác của học sinh.
học sinh sẽ được dạy làm sao để tự giác nhất. Môi trường lúc nào cũng phải sạch đẹp, chưa nói đến chuyện là về nếp hoạt động. Tất cả học sinh đều tham gia vào việc làm trong môi trường sạch đẹp. Thứ hai, trường đọc đến đâu theo đuổi giáo dục toàn diện với 18 câu lạc bộ, các em tùy thích mà chọn. Đặc điểm thứ ba, trường đọc đến đâu theo đuổi hội nhập quốc tế. Vì vậy, ngoài chương trình tiếng Anh phổ thông, nhà trường còn dạy chương trình IELTS với bảo đảm là đến sẽ các em sẽ đạt trình độ 4.0 hoặc 6.0, tùy theo là các em đạt được lớp 10 hay là lớp 6. Trường cũng tổ chức những việc giao lưu với học sinh quốc tế trong tương lai. Đó là ba đặc điểm nổi trội của trường đại học so với các trường khác. Trong giờ giải lao, các học sinh tham dự rất vui vẻ, phấn khích khi được thưởng thức phần biểu diễn văn nghệ của ca sĩ Hồ Việt Trung và nữ ca sĩ Nhật Thanh. Với các kiến thức chi tiết và lời khuyên ân cần của các chuyên gia, cộng với không khí vui tươi của ngày hội, các học sinh tham dự đã có một ngày vui đầy bổ ích. Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Ngọc Viễn Đông rất hân hạnh đã mang đến cho các em học sinh sự chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi sắp đến. Với sự tham dự tích cực của hơn 3.000 học sinh đến từ 13 trường trung học cơ sở trên địa bàn quận 12, ngày hội đã thật sự thành công tốt đẹp.